Xin chào mọi người, như mọi người đang thấy bên cạnh của mình là một bộ lưu điện đến từ thương hiệu ABC với tên mã SRV1KI. SRV1KI là bộ lưu điện cho công suất 800W, giúp đảm bảo nguồn điện liên tục cho máy tính cá nhân mỗi khi mất điện. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng bộ lưu điện cỡ vừa này trong phòng thí nghiệm, trong những hệ thống máy điều khiển công nghiệp, những phòng server, phòng máy chủ. ABC SRV1KI có thiết kế vuông vắn, gọn gàng, vì vậy sẽ không chiếm nhiều diện tích trong không gian làm việc cá nhân của bạn. Khác với những bộ lưu điện truyền thống, SRV1KI có màn hình LCD cùng nút điều khiển, đèn LED và âm thanh tín hiệu. Đây là những tính năng sẽ giúp cho người dùng, đặc biệt là người dùng mới, dễ thao tác và dễ sử dụng thiết bị hơn rất là nhiều. Phía sau bộ lưu điện, chúng ta thấy có những cổng kết nối như chẳng hạn như là cổng USB, cổng RS232, nguồn vào, nguồn ra. Còn đây là lưới tản nhiệt của thiết bị. Nhờ có lưới tản nhiệt này mà bộ lưu điện hoạt động hiệu quả, ổn định, trơn tru hơn. Bên cạnh lưới tản nhiệt, chúng ta thấy có một cái sắt cắm màu vàng. Đây chính là sắt cắm kết nối ắc quy với lại toàn bộ hệ thống bên trong bộ lưu điện, giúp chúng ta khởi chạy cái thiết bị này. Ngoài ra, chúng ta có thêm một cái lỗ thông minh hay còn gọi là Intelligent Slot. Với lỗ cắm này, chúng ta có thể gắn thêm những module trang bị thêm tính năng thông minh cho bộ lưu điện, chẳng hạn như là điều khiển từ xa. Qua trải nghiệm cá nhân thì ABC SRV1KI hoạt động rất là ổn định. Nếu có bất kỳ sự cố nào thì bộ lưu điện sẽ cảnh báo bằng cách hiển thị ký tự trên màn hình LCD, bằng âm thanh, báo hiệu và bằng đèn chớp, đèn LED. Căn cứ vào đây thì chúng ta nhìn vào cái sách hướng dẫn sử dụng để điều chỉnh cho kịp thời. Ưu điểm lớn nhất trên bộ lưu điện ABC SRV1KI chính là công nghệ Double Conversion UPS. Theo đó, bộ lưu điện sẽ thực hiện chuyển đổi nguồn điện 2 lần. Đầu tiên là từ AC sang DC, sau đó từ DC sang AC. Cơ chế này đảm bảo cho nguồn điện đi từ bộ lưu điện ra luôn được sạch, tránh nhiễu từ lưới điện phổ thông, từ đó nâng cao tính ổn định cũng như tuổi thọ của máy tính và các thiết bị điện được kết nối. Cần lưu ý rằng ABC SRV1KI là một online UPS. Do đó, máy tính sẽ lấy nguồn điện trực tiếp từ cái bộ lưu điện này chứ không qua lưới điện chung. Khi mất điện thì ắc quy của bộ lưu điện tự động được kích hoạt, cung cấp điện liền cho máy với độ rẻ gần như bằng không. Thực tế cho thấy, sau khi cắt điện đột ngột thì máy tính kết nối với bộ lưu điện vẫn hoạt động bình thường từ 10 đến 15 phút. Trong thời gian này, chúng ta cũng có thể kịp nhanh chóng lưu trữ những cái dữ liệu đang làm dang dở và tắt máy một cách bình thường. Nhờ vậy mà không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc cũng như là tuổi thọ của phần cứng. Vậy là chúng ta vừa đánh giá xong bộ lưu điện ABC SRV1KI. Với công suất 800W, đây là bộ lưu điện cỡ vừa, thích hợp cho những hệ thống máy tính cá nhân. Công nghệ Double Conversion UPS giúp cho bộ lưu điện này liên tục cấp nguồn cho những máy tính và các thiết bị được kết nối. Từ đó giúp chúng ta an tâm hơn trước công việc của mình.